Dạ vâng, video này thì tiếp tục bản thân Quang Hùng gửi đến tất cả bác, đó là một con đáy đến từ Nhật nha bác nha. Thì con này là con Ramsa. Ramsa là một thương hiệu của hãng Panasonic nha bác nha. Và con này thì có model là VKB1400A, một cái con đáy thuộc phân khúc tầm trung, giá bình dân cho tất cả bác để qua chơi. Tầm trung ở đây là em nói về cái công suất của nó nha. Đấy, còn giá nó là giá bình dân. Với cái con này thì về tình hình nội ngoại thất của nó thì còn cực kỳ là đẹp nha các bác nha. Cực kỳ là đẹp. Đấy. Ramsa 1400A, đây là cái mặt trước của nó. Đấy, được thiết kế với những cái khe những cái kẽ chỉ đường ngang như thế này. Nhìn nó rất là bắt mắt nha bác nha, rất bắt mắt. Và cái nút nguồn power thì nó thiết kế nằm ở phía trên những cái đường này luôn nha bác nha. Đây, đó, nút power nhấn vào là ta bật máy, còn nhả ra thì tắt nha. Hai bên là hai quay sắt bằng nhôm để các bác bắt vào những cái tủ máy, những cái tủ đồ cho các bác đi sau sự kiện hay các bác chơi ngồi chơi. Đấy. Hai chiếc áp volume tinh chỉnh cho hai kênh, dòng này là dòng đáy hai kênh nha bác. Dãy đèn tín hiệu đây, mặt đẹp không trò xước nha, mặt đẹp không trò xước. Đây là nắp lưng của nó này, bên hông này đó. Và ngồi đằng sau đây bác, đó là ngồi đằng sau. Chạm lo là còn mới cứng luôn nha, chạm lo còn rất là mới luôn các bác nhìn này đó, quá đẹp quá mới luôn nha. Quạt gió đây cũng còn cực kỳ là đẹp luôn nha. Panasonic này, VKB1400A, số series 450908, điện là 100V, công suất của con này là 400W ở kênh 4 ohm. Đấy, công suất tiêu thụ điện là 520W. Đấy, các bác nhìn nè, rất là chất lượng nữa, chế độ chơi system mono. Rồi, đó là cái công suất mà nó ghi trên máy, còn cái công suất mà nhà sản xuất họ đưa ra thì con này thì có công suất là 250W ở chế độ 8 ohm. Đấy, chế độ 8 ohm CT nha bác nha. 400W ở chế độ 4 ohm. Và ở đó là chế độ CT, còn chế độ mono á, thì con này thì 800W ở chế độ 8 ohm mono. Đấy. Trọng lượng con này là 17,4 kg và có chiều có kích thước là chiều rộng là 48, chiều cao là 13 và chiều sâu là 40. Đấy, chiều sâu là 40 nha bác nha. Rồi giờ thì em sẽ tháo nắp ra để cho tất cả bác chúng ta cùng ngắm nhìn cái nội thất phía bên trong của chiếc đáy này. Khi tháo nắp thì chúng ta sẽ tháo hai cái quai sắt này ra luôn nha bác nhé. Sẽ tháo hai cái quai sắt này ra. Đấy. Ok rồi bác. Vâng, đây là cái nội thất phía bên trong của cái con Ramsa VKB1400A nha bác nhé. Đấy. Con này thì nó có hai đời, một đời là 1400 trơn, một đời 1400A. Dòng này là dòng 4400A. Đấy, các bác thấy sexy nó còn mới cứng nha. Xì còn rất là mới luôn nha bác. Đấy, các bác nhìn đi, quá đẹp quá mới luôn. Hai tủ lọc Ramsa ở đây và một cái thân phô Ramsa, thân phô Ramsa luôn nha. Đấy, phần này là phần bo công suất với tích hợp là 2 4 6 8, bên này 8 và bên này 8 nữa, là tổng cộng nó là 16 con nha bác nha, 16 con.
Đó, hàng quá đẹp, quá chắc luôn bác. Đấy, với điều kiện kinh tế mà bác nào mà thích chơi những hàng xịn ấy, mà điều kiện kinh tế nó hạn hẹp thì các bác nên lựa chọn những con này, chơi nó rất hợp lý. Với con này thì các bác có thể ghép vào những cái đôi lo tầm bát 30 đấy, hoặc là hai đôi bát 20, một đôi bát 20, một đôi bát 25 vân vân. Đấy, hàng rất là chất lượng nha, hàng này bao chi nhiên bán và gọi là hoạt động ok. À, nói chung là trước khi mà gửi hàng cho các bác thì em đều test hàng hết cho các bác để các bác yên tâm. À, các bác nhận hàng thì ra xem đúng số seri và nhận máy nha. Đấy, hàng thì đẹp chất lượng như thế này, hàng nó mới tinh như thế này, quá đẹp quá mới luôn nha các bác nha. Ơi thì giá con này hiện tại bên em đang ra với mức giá là 6.500.000. Giá bên em đã bao cước và tặng kèm thêm một bộ dây 35. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Giá chỉ có 6.500.000 nha bác nha. Đấy. Với một cái con đáy mà tầm công suất như thế này thì chỉ có những dòng đáy nhặt như thế này nó mới có giá đó thôi nha bác nha. Còn các bác mà đi tìm những con đáy Mỹ á, thì nó sẽ không bao giờ có giá đó. Những con đáy Mỹ mà tầm cái như con này á, bị 16 sò thì ít nhất cũng phải là tầm 8-9 triệu hết rồi nha bác nha. Đấy. Con này thì chỉ có 6.500.000 thôi. À, giá thì bên em cũng đã bao cước tới tận nhà cho các bác và cũng như là tặng kèm cho các bác là một bộ dây ba lăng và dây bãi xịn để cho các bác kết nối. À. Rồi, mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và cũng như là chào tạm biệt tất cả các bác.